Chào các bạn yêu cây cảnh. Các bạn có thường xuyên đau đầu vì các loại sâu bọ phá hoại khu vườn của mình không? 90% người làm vườn đều gặp phải vấn đề này. Và nguyên nhân chính là họ chưa biết đến Atamid-Eta-73-AC. Atamid-73-AC là một loại thuốc trừ sâu mạnh mẽ, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt nhện đỏ, kẻ thù đáng ghét của cây cam quýt và hoa hồng. Với thành phần hoạt chất Propargid 73%, dung dịch này vừa hiệu quả cao, lại vừa dễ sử dụng. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần pha 25ml Atamid 73AC với 25L nước. Nếu khu vườn rộng, bạn có thể pha 200-220ml cho mỗi 200L nước. Nhớ phun đều dung dịch lên toàn bộ cây ngay khi phát hiện nhện đỏ nhé. Lưu ý, nên phun thuốc vào buổi chiều mát và tránh pha chung với các chất kiềm hoặc dầu khoáng. Với hoa hồng, bạn chỉ cần đợi 7 ngày sau khi phun thuốc là có thể thu hoạch. Còn với cây cam quýt, bạn có thể hái quả ngay sau khi xử lý. Hãy bảo vệ cây trồng của bạn với Atamid 73AC và nói lời tạm biệt với nhện đỏ.